Chào bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trên chương trình giới thiệu sản phẩm công nghệ của Loa. Các bạn có sản phẩm công nghệ cần giới thiệu và quảng bá thì vui lòng liên hệ với mình. Chúng ta sẽ có hai cách để làm việc với nhau. Một, đó là các bạn gửi video lên mình úp. Hai, đó là các bạn gửi sản phẩm, mình quay video, các bạn duyệt và mình úp. Nhưng các bạn hãy nhớ và hãy để ý đó là ngay ở phía bên tay phải của các bạn, màn hình các bạn, ở đó có cái phím đăng ký, các bạn hãy ấn vào đó để đăng ký kênh YouTube của Loa. Ngay cạnh phím đăng ký có phím quả chuông, hãy ấn vào đó để cập nhật những video mới nhất khi Loa public ra. Hôm nay mình muốn giới thiệu và chia sẻ đến các bạn một chiếc bàn phím. Nó được sản xuất ra và giới thiệu và quảng bá chương trình, đó là bàn phím để dành cho các quán net. Vậy đâu là chiếc bàn phím để dành cho các quán net? Thì mời các bạn đi sâu đi sát vào sản phẩm này. Mời các bạn. Đây là chiếc bàn phím của chúng ta. Chiếc bàn phím được giới thiệu đó là dành cho các quán net. Chi phí của bàn phím này thì nó dao động khoảng từ hơn 100 đến hơn 200 một chút. Có nghĩa là xem ở cái ngưỡng 200, 190, 180, 200. 201, 220 tùy với vị trí. Các bạn đến mua tại chỗ thì nó rẻ hơn, còn các bạn ship code thì gần như nó sẽ đắt hơn vì cái cục to chà bá này này các bạn này. À, ship code đến vài ông cha nhà ta lại có cái lý do đó là đi tù không lấy, hoặc là người yêu đá đang buồn không chơi game. Thì một cái này thì ship code đi lại giữa các tỉnh nó mất xử khoảng 3 đến 5 chục rồi. Một lượt lượt về mất thêm 5 chục nữa và bằng nửa, hơn nửa giá trị bàn phím. Vì vậy mua code lúc nào cũng đắt hơn. Đó là không mua code, lý do chính như vậy. Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ khui ra này các bạn, khui ra nhá. Cái mã của nó đó là Zmax K68. K68 này các bạn. Hỗ trợ này. Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Thằng này thì về với ông bà ông nội rồi, còn ai dùng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ khui hộp nó ra. Tất nhiên là mọi quảng cáo chỉ là quảng cáo, không một ai đơn vị bán hàng nào không quảng cáo hay cả. Vì vậy mọi thứ đều là trải nghiệm của thực tế. Nhưng cũng khuyến cáo các bạn luôn, đó là với cái số tiền hơn 100.000, 190 đến 220, 201 thì các bạn không thể đòi hỏi quá nhiều ở bất kể một cái gì đó liên quan đến bàn phím. Có những cái bàn phím 8, 900, 1 triệu thì chúng ta vẫn dùng, vẫn chết ngổm nghẻo như bình thường. Như cái video mình mới quay cho các bạn đó. Đây, anh hùng của chúng ta đây. Tuột quần. À chà, nghe cũng cọc phết đấy. Có tí phết đấy. Các bạn này, nhìn này. Thiết kế chống nhiễu này. Dây bọc bên ngoài này. Khá ok về mặt thiết kế này. Đây. Cũng giống hệt các bàn phím khác thông thường thôi. Không có vấn đề gì gọi là quá, gọi là hùng bố cả. Đây các bạn nhìn này. Mình review thật nhá. Không ấy này, các bạn nhìn cái tem nó dán này. Đây là tem Zmax chính hãng rồi này. Zmax chính hãng này. Các bạn nhìn sự lệch lạc của cái tem này. Sản phẩm rẻ tiền nhiều khi không được chăm chút này. Các bạn thấy chưa? Đây các bạn nhìn thấy một cái lỗ này. Các bạn nhìn thấy lỗ chưa? Cái lỗ này người ta dùng để thiết kế, để nó khi các bạn đổ nước lên đây nó sẽ chảy qua cái lỗ. Nhưng các bạn nhìn này, lỗ nhỏ ngõ nhỏ vào nhà em này, có được ba cái lỗ nhỏ này. Nếu mà nước chảy lớn thì cũng không ăn thua đâu. Với các bạn để ý nhá, với mã sản phẩm này được quảng cáo là chống nước. Thì mình sẽ làm cái video test chống nước cho bạn xem. Hay bây giờ đi chơi phát luôn nhỉ. Đây là hàng mới nhá. Chơi phát luôn nhá. Nhưng mà các bạn sẽ phải nhìn thấy nhà vệ sinh. Nó không hay ho cho lắm. À, chúng ta sẽ chơi cái trò đấy nhưng nó không hay ho cho lắm đâu nhá. Các bạn thông cảm. Đây là nhà vệ sinh. Hiển nhiên nó là nhà vệ sinh thì mới có nước. Chúng ta thử nhá. Xem tí nữa ra xem nó có chết không. Được chưa? Chống nước ơi. Ok chưa? Xem này có chống thật không? Ok nhá. Bây giờ mình sẽ kết nối vào máy tính. Chúng ta sẽ đánh bàn phím trên nước, như gõ như tiếng phím đàn trên nước cho nó máu. Các cụ dạy rồi, đá máu không hỏi bố cháu là ai. Vì lúc máu rồi mẹ biết bố cháu là đứa nào đâu. Chúng ta thử nhá. Mình rút cái bàn phím của mình ra và mình cũng sẽ che Facebook của mình luôn.
vì mình có rất nhiều Facebook, còn Facebook cá nhân thì mình che luôn, còn Facebook làm việc thì bạn nhìn thoải mái. Được chưa ạ? Cái này không nháy đâu nhịp rồi, hay là nháy đâu mình chẳng biết nữa. Mình chưa khám phá ra được đó là cái phím dùng để đảo cái nhịp led này ở đâu, nhưng mà chúng ta chỉ thấy đó là cái led này ở trên này như vậy thôi, không thấy đó là cái phím đảo nhịp led. Bây giờ sẽ đến chương trình đó là tắt đèn của Ngô Tất Tố. Các bạn nhìn này, bấm khá ok nhá. Tùng tung 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 đó. Bây giờ sẽ đặt chương trình tắt đèn của Ngô Tất Tố để trải nghiệm xem là led nó đến mức nào. Đang có rất nhiều đèn. Đó, các bạn nhìn thấy chương trình tắt đèn của Ngô Tất Tố chưa? Và đây là sản phẩm của chúng ta. Nói chung là nó chấp nhận được với cái tầm giá như vậy. Phím lỗi chữ rõ. Vậy là khá ok. Cái này nó có hai màu đen trắng các bạn nhé. Ở đây mình cũng chỉ có màu đen thôi. Bàn phím này có kiểu dáng rất đẹp, chất lượng và độ bền cao, thích hợp cho các game thủ, các bố quảng cáo là chuyên nghiệp, nhưng chúng ta sẽ dùng cái từ nghiệp dư cho nó chuẩn xác. Vì chuyên nghiệp không ai chơi cái loại hơn trăm này cả, 200 này cả, làm gì cho mất công. Các bạn nhìn nó quảng cáo là thoát nước này, nhưng sau một thời gian thì nước nó vẫn nằm nguyên trên bàn phím. Bây giờ cách thoát nhất nó là như này. Đó. Cách thoát nước nhanh nhất là như này. Lỗ thoát nước phải chảy xuống đây này, các bạn nhìn này. Nhưng nó không thấy có cái gì nước đây cả. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy là quảng cáo nhiều khi chỉ là quảng cáo thôi. Đó, đây là cách thoát nước nhanh nhất này. Được chưa ạ? Tí nữa chắc phải dùng máy sấy sấy khô thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếng nhé. Tất cả im lặng, 1 phút im lặng dành cho bàn phím bắt đầu. Rồi bây giờ đến lượt bàn phím này của mình nhá. Con hôm qua mình đập nó sống lại này. Bạn cũng xem video rồi. Đó, tự các bạn nghe tiếng nhá. Úi dồi, mình như mình chơi piano nhỉ, giỏi thế. Ôi, piano này các bạn ơi, tay to tổ bố chơi piano này. Ok, cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video. Mọi đánh giá là quyền của các bạn. Nhưng sản phẩm được quảng cáo là dành cho game thủ, nhưng phải đính chính lại là dành cho game thủ cấp thấp. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ phím đăng ký và phím quả chuông. Hãy ấn vào đó để cập nhật những video mới nhất.